Từ Quy Đại Lộc hiện tại tôi có mặt tại nơi vùng đỉnh trên trời dưới biển, và trước mặt tôi thì mặt trăng đang lên, đó rất là sáng trưng. Và ngày hôm nay là trăng cũng là ngày rằm. Và ngày hôm nay thì buổi tối rất là sáng trưng, đó. Và để mà tiếp tục xuống dưới ở dưới biển cả mênh mông bát ngát phía trước. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tiến hành về phía bên dưới. Và ngày hôm nay xuống như thế này, điều gì sẽ hiện lên ở nơi vùng chết trôi dưới biển? Một nơi biển cả mênh mông ở phía dưới đây. Thì ngày hôm nay để mà trở xuống dưới này, và điều gì sẽ hiện lên, và điều gì sẽ đem đến? Ở trước mặt tôi thì một cái bụi này đó, rất là rùng rợn ở phía trong. Rất là rùng rợn ở phía trong này. Rồi, một ngày mới thì như thế này, thì để mà tiến về phía bên dưới, tiếp tục dưới này. Và đây là một cái đầu của con rồng. Đó, rất là giống một con, cái đầu của con rồng ở phía trước đây. Mắt, miệng và cái sừng này, đây là sừng. Đây là cái mang đó. Thì ngày hôm nay sẽ ra sao ở nơi vùng này, ở nơi dưới biển này? Thì ai có tiền tài ở nơi cô chín thì ta là phía cửa chín đó. Và điều gì sẽ hiện lên tại nơi này? Chỗ này thì cũng có một cái suối đó, từ trên núi chảy xuống rất là đặc trưng. Phía trên núi này từ đây chảy róc rách xuống đây, và nước đông lại chỗ đây. Một khung cảnh thiên nhiên cũng rất là đẹp. Mình tại nơi này thì hòn đá cũng rất là đẹp luôn. Ở chỗ đây có một con rắn này, đây. Rắn đang nằm ở phía nước. Đây, đây là cũng có một con rắn nữa này. Mỗi khi mưa xuống thì rắn ở đây rất là nhiều. Và thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và tại nơi vùng đỉnh trời dưới biển này sẽ ra sao một ngày mới như thế này. Và ở chỗ này là đấy, cái suối đang chảy róc rách xuống như nước và chảy ra biển. Cái ngày hôm nay nước cũng rất là cạn ở phía trước đây. Nước là quá cạn luôn.
Thì nơi này, chỗ này nước thường đập rất mạnh. Qua trời nè, nhím biển, nó nhím biển đang đang đu. Rồi, một ngày nước rất là cạn ở đây. Thì để mình tiếp tục, tôi sẽ tiến hành về phía bên trong. Thì ở phía trước người ta đang đang lặn phía dưới nước để mà tìm những con tôm, con tép bắt cá phía dưới đó, đang lặn bên đêm. Rồi, thì một ngày mới như thế này để mà tiến về phía bên trong nơi phong cảnh này rất là hữu tình, và cũng đây là sự linh thiêng ở đây. Thì chỗ này đá rất là đẹp đó, hòn đá rất là nổi ốc cục ở đây. Thì ở nơi này sẽ ra sao thì tôi sẽ tiến về phía bên trong. Thì ai có tiền tài để mà trả lại các chị nơi này, và điều gì sẽ hiển linh thì tôi sẽ đặt đồ. Rồi, mũ vẫn còn nguyên hình nguyên bóng ở đây. Và để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ linh hương tại nơi này, và nơi này rất kinh khủng ở đây đó, vua rất linh thiêng nổi ốc cục ở đây. Điều gì sẽ hiển linh tại nơi này thì tôi sẽ đặt đồ linh hương tiếp theo. Thì có cái gì đang hương hữu thì trứng này sẽ đứng lên, đứng lên của ngày mai. Ngày mai 22 tháng 6 đây. Và điều gì sẽ hiện lên ở đây tại nơi vùng lịch chết trôi dưới biển này. Thì có cái gì đang hư hữu thì trứng này sẽ đứng lên, sẽ đem đến thành công.
thì trong xem ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi tại nơi này. Còn ai có tiền tại nơi cô chính thịt thà lợt. Thì đồ đặt tôi cũng đã đặt đồ đã xong. Nghe cái rột rẹt ở trong bụi đây. Nghe cái rột rẹt gì khủng khiếp. Rồi thì tới cây. Tiền vàng bạc để mà hưởng hữu các chị đang hưởng ở đây thì mình trôi dưới biển sẽ ra sao, có đang hưởng hữu ở đây không, thì trứng này sẽ đứng lên thành hiện thực. Tiền tài rồi, cho nên thì ai có tiền tài thì để mà tờ lễ mới điểm đến sự may mắn, sự tiền tài tiếp theo. Đấy, con gì đây khủng khiếp đang đậu này. Đó khủng khiếp luôn, quay là khủng khiếp. Và thì tôi đã đặt đồ đã xong. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay cũng có trái cây tiền vàng bạc này và các chi đất đai Diên Trạch Thành Vàng Bổn Sứ Bạch Mã Thái Giám Hoàng Trạm Phước Lý Thượng Đức Đất Đai Quyền Trưng Nội Lộ. Thì ở dưới nước chết trôi chết nổi chết bơm chết đạn chết đường chết xác và nơi vong linh chết trôi các chi ở nơi biển cả thần nguồn thủy sông Hà Lai Động Điện và ấn lại thi mộc ở Hà Bé Đại Dương các vị vua dưới biển các vị gành dưới gợp dưới biển. Thì ngày hôm nay để mà trứng này sẽ đứng lên các chị đang hưởng hữu thì trứng này sẽ đứng lên điểm đến tiền tài và thành công. Ở đây có các chị đang hưởng hữu thì cho tôi biết ngày mai đó sẽ ra sao và thì ai có tiền tài đây để mà thật là các chị ra này. Đấy, tâm linh rất là ngốc không thể bước được điều gì sẽ xảy ra, quay là khủng khiếp. Đấy, tay còn đeo thành chùm. Rồi, bắt đầu ở đây thì có các chị đang hưởng hữu thì trứng này sẽ đứng lên và cho tôi biết ngày mai. Không không một không hai thì tới lúc nào sẽ đứng lên, đó là có các chị đang hưởng hữu ở đây sẽ thành công. Không ba nhang cổ rung rầy, đó đang rung rầy, có một cây nhang rung rầy. Không ba
04. Không năm. Nghe tiếng gì rột 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 đang này đi phía sau. Tiếng hú hí và tiếng rột rột đang sợ phía sau. 06. Không bảy. 7. Thì ngọn đèn này sẽ so sáng hiện lên ở đây. Có cái chỉ đạn hương hữu thì trứng làm trứng này sẽ được lên. 08. Nhàn đèn nhúc nhích đấy. 08. Ánh trăng đang in dưới nước luôn. Không chín. Vẫn chưa đúng. Gió đang nổi lên đùng đùng. Nổi lên đùng đùng này. Số 10. Vẫn chưa đứng. Thì ngọn đèn này sẽ so sáng hiện lên. Gần mực thì đèn, gần đèn thì so sáng ở đây. 11. Mười hai. Mười ba. Vẫn chưa đứng ở đây. Thì có các gì đang hư hữu phun chỉ trôi dính dưới nước thì hiện lên ở đây. Đang hư hữu thì trứng này sẽ lên tiền tài. 14. Mười lăm. 16. 6. Nãy giờ vẫn chưa đứng. 17. 18. 18. Nghe tiếng gì rột rột phía sau này. 19. 20.
Và để tiếp tục, ngọn đèn này sẽ soi sáng hiển linh có cái gì đang hiện hữu ở đây thì cho tôi biết. Ngày mai 21 vẫn chưa đứng này. Nghe tiếng rột rột ở phía sau rất là khủng khiếp. 22 nghe liên tục thôi. Đây 23, thế cho nên ai có tiền tài để mà trả lời các chị ở đây mới đem đến tiền tài. Ngọn đèn này sẽ soi sáng hiển linh ngày mai. 24 rồi đó, vừa mới nói thì đã cho dự đứng liền. Ngọn đèn này đã soi sáng cho ngày mai thì ở đây đã cho dự đứng trứng gà này 24 và 42. 24 lúc 24 và 42 ở đây đang hiện hữu. Thì vừa mới nói ngọn đèn này sẽ soi sáng ngày mai tiền tài thì đã cho nó dựng đứng lên khủng khiếp luôn. Qua lại khủng khiếp, qua lại ơn ốc đứng ngay chọc luôn, nổi dày ghẹ ở đây. Thì ai lọc mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc đó 24 và 42 đợi thì có thiên tài để mà trả lời các chị này. Quay là không kịp, đã cho dự đứng với sự thấp linh rất là ngọc, không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đây. Đây là đã hiển linh ở đây và có các chị đang hưởng hữu và chứng giám ngay chọc tại nơi này. Thì tôi sẽ đốt tiền nhân bạc này để cho các chị đang ở đây một tiền ở vàng bạc này. Rồi trong xem ai chưa đăng ký kênh thì nhập vào để em theo dõi và có thiên tài tệ là các chị nơi này thì ở đây đang hiển linh ở đây. Thì tiền vàng bạc này để mà các vị ở đây đem lạnh. Đấy, qua là chạy trứng vẫn còn đứng nghiêng hình nghiêng bóng tại này. Đó đã chứng giám ở đây 24 và 42 khủng khiếp. Nghiêng hình nghiêng bóng và vẫn còn đứng nghiêng, đã chứng giám rất là lâu ở đây, quá là khủng khiếp.